Hello, em quay xin chào tất cả quý anh chị và các bạn theo dõi clip của em nhé. Hôm nay là mùng 1 tháng 4 âm lịch và cũng là ngày 19 tháng 5. Lời đầu tiên em xin chúc quý anh chị và các bạn đầu tháng này, tháng 4 âm lịch có thật nhiều là may mắn cho cuộc sống nhé và hạnh phúc. Tiếp theo em xin giới thiệu quý anh chị các bạn theo dõi clip của em là hôm nay em quen lên được một con Kia Optima nha quý anh chị. Sản xuất 2021, xe đi rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Và con này ở trong phân khúc D giá tiền rất là mềm nha quý anh chị. Sản xuất 2021 mà giá chỉ có 648 triệu thôi quý anh chị ạ. À, bằng một con sedan hàng xe thôi nha quý anh chị. Và đi cực kỳ sướng. Hồi nãy em quay có đi thử rồi và lát nữa em quay sẽ lồng một clip nhỏ nhỏ đến quý anh chị xem thử coi nó cách âm và đi nó mượt mà cỡ nào quý anh chị. Quý anh chị trải nghiệm thử nhé. Em đang chạy tốc độ là 20-30 rồi này. Lên thử 50 á thì tự cái em máy cỡ nào. Rồi, 60 luôn nha quý anh chị. Quý anh chị xem rất là êm luôn quý anh chị ạ. Lên 80 luôn quý anh chị nhé. Chín mươi rồi. Khá là êm ái quá chị. Đó, đi qua những gờ giảm sóc hay là đi qua những cái chỗ đường xấu quá chị, cảm giác rất là êm và nó mượt nhé, không có bị và trong xe, đặc biệt trong xe là cách âm rất là tốt, không có ồn quý anh chị. Quý anh chị nếu mà đi tốc độ khoảng 80-90 thì tùy cái kiểu như nó dội lốp lên xe rất là ồn quý anh chị ạ. Khá là ok đi. 600 mấy đi con này khá là ok của anh chị, xứng đáng tầm tiền của anh chị ạ. Chỉ với 648 triệu của anh chị sở hữu được một con xe phân khúc D mà đi cực kỳ rộng rãi mà thoải mái của anh chị nhé, đi rất là sướng luôn. Ở tầm tiền mà 600 mấy mà của anh chị mua được phân khúc D thì hiếm xe có lắm của anh chị. Con này là Kia Optima bản luxury nha quý anh chị. Ở sau này thì Kia Optima đổi thành là Kia K5 thì nó cũng thay đổi về một số thiết kế không quý anh chị. Nói chung là mẫu mới bây giờ hiện tại là cũng nhìn nó nuột, nó mượt mà hơn và giá thành rất là cao. Nhưng mà con này thì quý anh chị dễ sở hữu hơn với mức giá tầm tiền khá là ổn áp quý chị. 648 triệu mà giá xe này không phải là em bán cứng đâu nha quý chị nha. Giá xe này là em còn bớt quý anh chị. Xe rất đẹp luôn, xe sản xuất 2021 này. Con này bản luxury nên không có phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh panorama quý anh chị. Xe mới đi 29.000 km thôi quý anh chị. Đây nha. Xe mới đi 29.000 km thôi. Điều hòa độc lập nè, hai vùng nè. Rồi màn hình thì nói chung màn hình nhỏ cơ bản thôi quý anh chị. Có bản premium hay là bản premium đó, hoặc là bản 2.4 premium đó, thì nó sẽ có màn hình và cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhé. Con này thì vẫn được ghé tài chính điện nữa quý anh chị ạ. À, quý anh chị xem táp lô táp ly em nó này rất đẹp luôn. Ghế tài vẫn được chính điện nhé, vẫn là ghế da. Và có vị trí nhớ ghế luôn quý anh chị, có hai vị trí nhớ ghế luôn nhé. Đây, hai vị trí nhớ ghế luôn. Khi mình mở cửa ra thì ghế sẽ được tự động thụt lùi lại để mình bước lên. Một chi tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng cũng khá là hay. Ê, hàng ghế thứ hai quý anh chị xem này, hàng ghế rất là đẹp luôn. Mâm của xe nhìn cũng khá là bắt mắt với mâm Continental mà mâm lốp là lốp Continental nhưng mâm á là mâm kiểu hợp kim nhôm đó quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, quý anh chị xem, nhìn đẹp chưa? Cái màu nó không kiểu như mà nó khác hẳn với mâm phay hoặc là mâm đúc á, nên thấy cũng mâm đúc cũng không được đẹp lắm. À, 4 lớp zin theo xe nha quý anh chị. 4 lớp zin theo xe, mâm thì 18 inch. À, quý anh chị đang tham khảo dòng này thì có liên hệ ngay cho em Quang theo số điện thoại 0377652627 xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Chỉ với 648 triệu thôi. Quý anh chị nếu mà muốn vay ngân hàng ấy, con này chỉ dần trả trước thôi cho thoải mái luôn đi quý anh chị, 300 triệu thôi.
300 triệu là quý anh chị nhận được xe rồi nhé. Còn nếu mà quý anh chị mà tài chính mà đang hạn hẹp á, vay tối đa khoảng 270, 280 là nhận được xe rồi quý anh chị, 250, 27 là nhận được xe rồi. Siêu mới quý anh chị. 221 đi 29.000 km. Giá bán 648 triệu cho một con Kia Optima phân khúc D. Con này đi cực kỳ thích nha quý anh chị. Đây, ốc đồ ngay kia nguyên zin, xe bên em bán ra là cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước rồi, khung gầm hộp số máy móc là nguyên zin. Bảo hành quý anh chị 6 tháng 10.000 cây, tặng quý anh chị thay nhớt lần đầu luôn nhé. Bao anh chị phí công chứng nè, bao phí rút gốc nè. Rồi hỗ trợ quý anh chị ra tên luôn nhé. Thì nó dùng ra tên thì nó sẽ có mấy chi phí ngoài luồng, ví dụ như để chung chi cho bên chi cục thuế, bên công an, tại vì không chính chủ thì hết bao nhiêu thì em lấy mấy chị bấy nhiêu thôi, còn em sẽ hỗ trợ với anh chị đi sang tên nha mấy chị nhé. Quý anh chị đang tham khảo dòng này cứ liên hệ ngay cho em Quang hoặc là kết bạn Zalo, em Quang sẽ gửi thông tin chi tiết cho xe cho quý anh chị. Quý anh chị cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em, mong gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo. Quý anh chị cảm thấy em Quang nhiều xe lướt, nhiều xe đẹp thì cho em xin một lượt đăng ký kênh để em Quang được có nhiều động lực ra được nhiều clip hay hơn. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã ủng hộ em thời gian vừa qua. Xin chào, gặp lại quý anh chị ạ. Chúc anh chị một tháng mới tốt lành ạ. Xin chào.